Hello anh em, xin chào quý vị và các bạn. Anh em thử đếm hộ Duy xem trong năm 2018 vừa qua có bao nhiêu chiếc xe siêu sang, xế siêu khủng được đưa về thị trường Việt Nam năm 10, 15 hay 20. Mọi người giúp Duy điểm danh ở phần comment ngay phía bên dưới video này nhé. Không biết thì khi bước sang năm mới, năm 2019 thì sẽ có những cái tên siêu hot nào được về đây. Mời anh em cùng Auto Daily điểm qua trong video này. Top 5 siêu xe, xe siêu sang triệu đô được mong chờ tại Việt Nam năm 2019. Vị trí đầu tiên mà có lẽ cũng là một mẫu xe siêu hot, đó chính là Rolls-Royce Cullinan. Giá dự kiến khi về Việt Nam cho bản bay là 42 tỷ anh em ạ. Ngay sau lần đầu ra mắt chính thức vào giữa năm 2018 thì Cullinan là mẫu xe siêu sang được cộng đồng mong chờ về Việt Nam nhất. Bởi Rolls-Royce Cullinan không chỉ là chiếc SUV đầu tiên từ Rolls-Royce mà nó còn đánh dấu sự thay đổi sâu sắc trong phong cách thiết kế của hãng xe Anh quốc này. Rolls-Royce Cullinan lấy theo tên viên kim cương khổng lồ của Nam Phi. Cullinan là viên kim cương lớn nhất thế giới từng được phát hiện. Viên kim cương này được tìm thấy năm 1950 tại vùng Cullinan, châu Phi. Viên kim cương được đặt theo tên chủ khai thác mỏ Thomas Cullinan. Viên kim cương Cullinan được dùng làm quà tặng mừng sinh nhật 66 tuổi cho vua King Edward thứ 7 và hiện được đính trên vương miện của nước Anh. Cũng như viên kim cương, Cullinan là mẫu Rolls-Royce lớn nhất từ trước tới nay, trang bị nhiều công nghệ hiện đại nhất. Cullinan sử dụng nền tảng với khung gầm hoàn toàn mới bằng nhôm và khung gầm của chiếc xe này sẽ được chia sẻ nền tảng cùng với Rolls-Royce Phantom thế hệ mới nhất. Từ nay trở đi, các mẫu xe của Rolls-Royce mới đều sử dụng nền tảng mới này. Cullinan là mẫu SUV duy nhất trên thị trường hiện nay dùng kiểu mở cửa ngược, đặc trưng của dòng xe Rolls-Royce. Thiết kế này từng được xuất hiện trên chiếc Kia Telluride, nhưng mẫu concept này chưa được sản xuất. Thiết kế bên ngoài của Cullinan vẫn là loại hai khoang, khoang hành khách và động cơ truyền thống, nhưng bức tường kính được ngăn giữa khoang hành lý và khoang hành khách giúp tách biệt không gian hai bên, khiến chiếc SUV Rolls-Royce thành dòng SUV ba khoang thực thụ đầu tiên trên thị trường, theo lời của hãng xe Anh. Cullinan sở hữu nội thất xa xỉ bậc nhất hiện nay, do là mẫu SUV đầu tiên của Rolls-Royce nên nội thất của Cullinan được chăm chút tỉ mỉ theo tiêu chuẩn cao nhất với chất liệu da, gỗ cao cấp và không gian rộng rãi. Ghế ngồi có thể sắp xếp theo kiểu quầy bar hoặc ghế thông thường cho 4 người. Cullinan là mẫu Rolls-Royce thực dụng nhất từ trước tới nay của hãng. Dãy ghế sau có thể gập lại để tăng diện tích, bệ tì tay cũng có thể gỡ ra, chân xe thì có thể điều khiển điện tử nâng cao hoặc hạ thấp tùy ý. Cullinan là chiếc Rolls-Royce được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến. Lần đầu tiên một chiếc Rolls-Royce có màn hình hiển thị trung tâm điều khiển cảm ứng. Xe có hệ thống quan sát ban đêm, trợ giúp người lái xe vào ban đêm với khả năng phát hiện động vật, kiểm soát hành trình chủ động, phát Wi-Fi, hệ thống tránh va chạm, 5 cổng USB được bố trí rải rác khắp cabin cùng hệ thống đế sạc không dây thuận tiện. Các kỹ sư đã thiết kế sao cho sàn xe của Cullinan hạ xuống 50mm mỗi khi cửa được mở ra để giúp hành khách dễ ra vào, đồng thời để tránh gấu quần hành khách dễ bị quệt vào cửa gây bẩn sau những hành trình xa đầy bụi bặm. Hệ thống cửa trên xe cũng được thiết kế để ôm xuống tận phía dưới thân xe để khi mở cửa ra sẽ kéo bụi bẩn và bùn đất ra cùng. Vâng, như anh em có thể thấy đấy, là tất cả những cái câu chuyện khi mà thiết kế đã được các kỹ sư và các nhà marketing của Rolls-Royce tạo ra, chúng ta nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Xe còn có khả năng off-road ấn tượng nhờ được trang bị những chế độ đặc biệt, có thể điều chỉnh mô men xoắn. Chế độ này giúp động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, có thể truyền công suất 563 mã lực và mô men xoắn cực đại là 850 Nm xuống 4 bánh xe để di chuyển hiệu quả trên mặt đường lồi lõm. Và hãng xe này cũng tuyên bố rằng Cullinan là mẫu SUV siêu sang có khả năng lội nước tốt nhất trên thế giới ở mức 540 mm. Xe đánh dấu một cái sự thay đổi sâu sắc trong triết lý thiết kế của Rolls-Royce, và Cullinan có nội thất sang trọng bậc nhất cùng nhiều công nghệ hỗ trợ xứng tầm. Vậy anh em thử nghĩ xem, nếu như về Việt Nam cùng con số lên tới 42 tỷ đồng thì có khiếp không anh em? Anh em hãy comment ngay bên dưới clip này để xem mẫu xe này khi về Việt Nam sẽ hot như thế nào. Và cái mẫu xe thứ hai chúng ta sẽ phải nhắc đến, đó chính là chiếc Phantom 8 với cái giá dự kiến khoảng 55 tỷ đồng cho bản EWB. Vâng, vẫn là Rolls-Royce nhưng lại là Phantom 8. Anh em chuyên săn siêu xe, siêu sang ngày đêm đang mong chờ mẫu xe này về với giả đất hình chữ S xinh đẹp của mình. Mẫu xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 được ra mắt vào tháng 7 năm 2017
và phiên bản 2018 khác với chiếc BMW 7 Series. Sử dụng khung gầm bằng nhôm hoàn toàn mà hãng gọi là Architecture of Luxury, tăng 30% độ cứng. Không biết là với cái độ cứng được tăng 30% như thế này thì cái sự trải nghiệm đối với một chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 nó sẽ lên một tầm đỉnh cao như thế nào. Với cái thiết kế ngoại hình được thừa hưởng từ mẫu concept 103X, lưới tản nhiệt cao và rộng hơn, biểu tượng quả phụ bay Spirit of Ecstasy đứng ở mũi xe như thường lệ, hệ thống chiếu sáng mới, đèn pha dùng công nghệ laser, còn lại đều được trang bị đèn LED. Khoảng cách chiếu sáng mà Rolls-Royce công bố là 600m, bánh xe có kích thước là 22 inch. Hệ thống treo khí nén mới thực hiện hàng triệu phép tính mỗi giây để điều chỉnh giảm chấn tùy theo từng trường hợp. Dữ liệu phân tích được lấy từ cảm biến tốc độ, vô lăng và camera gắn trên kính chắn gió. Camera này có nhiệm vụ quan sát đường phía trước, hoạt động ở tốc độ lên đến 100 km/h. Rolls-Royce gọi Phantom thế hệ mới là chiếc xe im lặng nhất thế giới. Vâng, một chiếc xe im lặng nhất thế giới. Với tổng trọng lượng, các vật liệu cách âm được sử dụng trên xe lên đến con số 130 kg, bố trí khắp khoang động cơ và xung quanh xe. Cửa kính được làm dạng hai lớp. Lốp xe là loại Silent Seal, bên trong có một lớp bọt đặc biệt để giảm tiếng ồn khi lốp di chuyển. Tiếng ồn trên thế hệ mới giảm 10% ở tốc độ 100 km/h so với đời cũ. Nội thất bên trong vẫn giữ nét xa hoa vốn dĩ của thương hiệu siêu sang đến từ Anh Quốc. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình 12,3 inch. Điểm nhấn của nội thất là chi tiết trang trí có tên The Gallery, kéo dài đến hết chiều rộng của bảng táp lô. Ghế trước của Phantom 2018 được trang bị mới với thiết kế thoải mái hơn cho người ngồi. Đặc biệt, phía sau ghế được bổ sung thêm một tấm gỗ làm tăng tính thẩm mỹ, đồng thời giấu kín bàn picnic, cùng hệ thống giải trí được tích hợp phục vụ cho người ngồi hàng ghế sau. Rolls-Royce Phantom thế hệ mới sử dụng động cơ V12 6,75 lít, tăng áp kép thay cho loại hút khí tự nhiên như đời trước, mang đến công suất 563 mã lực và mô men xoắn là 900 Nm. Hệ thống dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn, bao gồm hộp số ZF, tự động 8 cấp, tích hợp hệ thống hỗ trợ vệ tinh SAT. Về hệ thống an toàn của xe, bao gồm hệ thống giữ tỉnh táo cho người lái, 4 camera quan sát 360 độ, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm, cảnh báo người đi bộ, cảnh báo giao thông, hỗ trợ giữ làn đường. Bên trong cabin có hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD, truy cập Wi-Fi và hệ thống dẫn đường, cùng hệ thống thông tin giải trí mới nhất. Đứng tại vị trí thứ 3 là chiếc Aston Martin DB11, giá dự kiến về Việt Nam sẽ rơi vào khoảng trên dưới 10 tỷ đồng. Dù không có mức giá quá khủng, nhưng thương hiệu Aston Martin luôn khiến giới mộ điệu xe trầm trồ mỗi khi bắt gặp. Với những đường nét thiết kế cực kỳ quyến rũ, Aston Martin DB11 lại sở hữu một cỗ máy cực kỳ uy lực khi có công suất lên đến 600 mã lực. Với chiếc DB11, chúng ta chỉ mất 3,9 giây để đạt 100 km/h và sẽ được bán với giá khởi điểm là $211,000 tại Mỹ. Các bạn hãy nhớ, tại triển lãm Geneva Motor Show năm 2016, Aston Martin đã mở ra trang sử mới với mẫu DB11. Đây là sản phẩm sở hữu sức mạnh vượt trội nhất trong dòng DB từ trước tới nay. Sẽ nằm trong kế hoạch thế kỷ thứ 2 của Aston Martin. Do đó, mọi nỗ lực và tâm huyết của các kỹ sư Aston Martin đã được đổ dồn vào các đường nét thiết kế của DB11. Dễ nhận thấy hình dáng của DB11 đã được hé lộ trong hàng loạt concept và mẫu xe dùng trong bộ phim Điệp viên 007 phần mới nhất. Aston Martin khẳng định đây là mẫu xe nhẹ, khỏe và nhiều không gian nhất mà hãng từng sản xuất. Toàn bộ thiết kế như trải qua cuộc cải tổ mạnh mẽ nhằm đạt hiệu quả cao nhất và sự cân bằng nhất giữa công năng sử dụng và tính thẩm mỹ. Điều đó càng thấy rõ hơn khi bước vào bên trong. Bất kỳ chi tiết nào ở nội thất cũng cho thấy sự tỉ mỉ của nhóm thợ tạo ra chiếc DB11. Không gian nội thất có màu đen và bè đối lập. Ghế thể thao được nhấn nhá bởi các đường gân táo bạo, trong khi bảng điều khiển trung tâm mang hình giọt nước khá bắt mắt. Trái tim của xe, phải nói đến là khối động cơ V12, dung tích 5,2 lít twin turbo, hoàn toàn mới do chính Aston Martin sản xuất, sản sinh công suất tối đa 600 mã lực và mô men xoắn cực đại 700 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp của ZF, giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h mất 3,9 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 322 km/h. Vâng, và vị trí tiếp theo vẫn là một người anh em nữa trong nhà Aston Martin. Aston Martin Vantage V8 giá dự kiến khi về Việt Nam sẽ cũng rơi vào khoảng 10 tỷ đồng. Không hề kém cạnh chiếc DB11, Vantage V8 cũng là siêu phẩm của Aston Martin.
mẫu xe này có giá bán từ 390.000 USD tại thị trường láng giềng Malaysia và việc chính thức ra mắt công chúng tại Việt Nam cũng chỉ là thời gian ngắn nữa mà thôi. Aston Martin Vantage 2018 ra mắt sẽ là mẫu xe mang thiết kế phá cách nhất từ trước đến nay của hãng xe Anh Quốc. Với các số đo kích thước lần lượt dài rộng cao là 4.465mm, 1.942mm, 1.273mm và chiều dài trục cơ sở 2.704mm. Aston Martin V8 Vantage được chia sẻ khung xe bằng nhôm từ đàn anh DB11. Aston Martin Vantage thế hệ thứ 2 có thiết kế khá thông minh khi lấy cảm hứng từ chiếc DB10 của siêu điệp viên James Bond trong phim bom tấn Spectre. Tổng thể V8 Vantage mang nét tinh tế, thanh thoát nhưng vẫn không kém phần cơ bắp, thể thao đặc trưng của hãng siêu xe Anh Quốc. Phần đầu và đuôi xe không quá dài như những chiếc siêu xe thể thao thường thấy. Các vòng bánh xe rộng và bộ khuếch tán sau giúp tạo nên vẻ cơ bắp cho chiếc V8 Vantage. Ở thế hệ thứ hai, xe được nâng cấp đáng kể về không gian nội thất, khoang lái rộng rãi hơn nhiều người tiền nhiệm và khoang hành lý được bắt đầu ngay sau khoang lái với dung tích lên đến 350 lít. Và con số 350 lít là một con số rất đáng để chúng ta nhắc tới so với cả một mẫu xe thể thao. Các tiện ích tiêu chuẩn bên trong xe bao gồm nút khởi động Start Stop, hệ thống hiển thị áp suất lốp, điều hòa không khí hai vùng độc lập, hỗ trợ đỗ xe với các cảm biến xung quanh xe. Tính năng đáng chú ý đến trên chiếc V8 Vantage thế hệ mới là hệ thống thông tin giải trí con mang online mượn từ chiếc Mercedes-Benz. Hệ thống này bao gồm màn hình trung tâm LCD 8 inch và dàn âm thanh của Aston Martin. Khu vực điều khiển trung tâm với các nút bấm được bố trí theo hình tam giác trực quan hơn. Bộ ghế ngồi thể thao được bọc da Alcantara cao cấp đi kèm với một số vật liệu tạo nên điểm nhấn khác biệt bên trong cabin như các chi tiết màu bạc satin hoặc màu đen bóng. Nếu chịu chi thêm tiền, bạn có thể thêm rất nhiều tùy chọn như vật liệu da cao cấp cho toàn bộ khoang nội thất hay mạ vàng hoặc nạm kim cương lên những vị trí mà bạn mong muốn. Về sức mạnh, Aston Martin Vantage 2018 dùng chung động cơ với chiếc Mercedes-Benz G63 AMG. Khối động cơ tăng áp kép V8 4.0 lít mang mã M177. Và khối động cơ này sản sinh công suất 500 mã lực tại tua máy 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn 685 Nm tại tua máy từ 2.000 đến 5.000 vòng trên phút thông qua hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động ZF 8 cấp. V8 Vantage có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 314 km/h. Và cuối cùng của bảng xếp hạng này, chúng ta sẽ phải nhắc đến chiếc xe Lamborghini Urus với giá dự kiến lên đến 27 tỷ và đại gia Minh Nhựa cũng đã sở hữu ngay cho mình một chiếc vào tháng 11 vừa qua. Khác với sự sang trọng, xa xỉ của chiếc SUV đến từ nhà Rolls-Royce Cullinan, Urus của Lamborghini lại hướng tới siêu tốc độ và gen siêu xe thể thao. Dù đã về Việt Nam cách đây không lâu, tuy nhiên chúng ta vẫn mong chờ một màn ra mắt chính thức từ Lamborghini Việt Nam với siêu phẩm SUV này. Urus là một ngọn núi cao 5.490m ở dãy núi Andes của Peru. Tuy vậy, Lamborghini không đặt tên các mẫu xe của mình từ những địa danh ở Mỹ Latin. Thực ra, Urus được đặt tên theo một loại bò hoang dã đã bị tuyệt chủng trong thế kỷ 17. Không bất ngờ khi siêu SUV của Lamborghini vẫn mang tên một loại bò. Lamborghini Urus là một chiếc SUV sang trọng nhưng lại sở hữu sức mạnh cũng như khả năng vận hành của một siêu xe thể thao đích thực. Cùng những tính năng vượt địa hình chuyên dụng, đem lại trải nghiệm cảm giác cực kỳ khác biệt cho cả người lái và hành khách. Chiếc xe được chia sẻ hệ thống gầm bệ MLB Evo với chiếc Audi Q7, Porsche Cayenne và Bentley Bentayga. Về thiết kế có thể thấy Lamborghini Urus là sự pha trộn giữa Aventador và Huracan trong hình hài của một chiếc coupe SUV. Xe sở hữu bộ vành cỡ lớn với kích thước lên tới 23 inch. Vâng, là con số 23 inch, gần như là một kích thước rất ít gặp khi chúng ta sở hữu những mẫu xe siêu sang hay siêu xe tại thời điểm hiện tại. Lực hãm con quái thú này đến từ bộ phanh gốm carbon CCB tiêu chuẩn với đĩa phanh 440x40mm ở trước và 370x30mm ở phía sau. Nội thất của Urus tiêu chuẩn là cấu hình 5 chỗ ngồi, tuy nhiên Lamborghini có tùy chọn cấu hình 4 chỗ ngồi với hàng ghế thứ hai dạng hai ghế độc lập. Nội thất của chiếc xe này có phần hiền hòa hơn ngoại hình. Trên xe có nhiều công nghệ hiện đại phục vụ giải trí như màn hình kỹ thuật số thay cho đồng hồ truyền thống, hai màn hình cảm ứng lớn trung tâm quản lý các chức năng như media, định vị dẫn đường, điện thoại thông minh, thông tin tình trạng xe, điều khiển điều hòa không khí và sưởi ghế ngồi. Lamborghini Urus được trang bị động cơ
xăng tăng áp V8 4.0 lít Twin Turbo sản sinh công suất cực đại 650 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mâm xoắn 850 Nm tại giải vòng tua 2.250 đến 4.500 vòng trên phút. Urus cũng là chiếc Lamborghini đầu tiên trong lịch sử được trang bị động cơ tăng áp. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 3,6 giây và 0 đến 200 km/h chỉ sau 12,8 giây. Còn vận tốc tối đa là 305 km/h, vượt qua chiếc Bentley Bentayga để trở thành mẫu SUV sản xuất thương mại nhanh nhất thế giới. Xe được trang bị gói an toàn tiên tiến với các hệ thống hỗ trợ người lái như phanh khẩn cấp tự động, camera 360 độ, đèn pha tự động, cảm biến đỗ xe trước và sau, kiểm soát hành trình chủ động. Lamborghini trang bị đến 6 chế độ lái khác nhau cho Urus thông qua bộ điều khiển chế độ Tamburo bố trí ở bảng điều khiển trung tâm. 4 chế độ tiêu chuẩn của Urus là Strada, Sport, Corsa và Nerve. Ngoài ra, 2 chế độ là trang bị tùy chọn giúp vận hành off-road tốt hơn bao gồm Terra và Sabia. Nhờ hệ thống treo khí nén thích ứng, chiếc Urus có thể thay đổi tùy biến độ cao khoảng sáng gầm xe tùy theo mỗi chế độ mà bạn vận hành. Và cuối cùng, mời quý vị và các bạn hãy cùng đếm ngược thời gian để chào đón những cái tên triệu đô tại thị trường Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam.